Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những người ngoài miệng ca ngợi đảng nhưng lại tìm mọi cách để ra đi. Ngày 5 tháng 3, Báo Tiến Dân đăng bài bình luận về vụ cán bộ tòa án tỉnh Quảng Bình đi Mỹ du lịch rồi bỏ trốn của nhà giáo Thái Hạo. Theo truyền thông nhà nước, vào tháng 11 năm 2023, bà B, cán bộ phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã làm đơn xin nghỉ phép năm gửi tòa án này trong đơn, bà B xin nghỉ phép 12 ngày để qua Mỹ du lịch thăm người thân. Sau khi nhận đơn, tòa án tỉnh Quảng Bình đã báo cáo tòa án nhân dân tối cao và được chấp thuận cho bà B nghỉ phép đúng với quy định. Tuy nhiên, vẫn theo truyền thông nhà nước, hết thời hạn này, bà B không trở về đơn vị công tác cũng không xin phép cơ quan mà ở lại Mỹ. Sau đó, người nhà đã đại diện bà B đến tòa án tỉnh Quảng Bình nộp đơn xin thôi việc cho bà. Ngày 4 tháng 3, tòa án tỉnh Quảng Bình xác nhận đã giải quyết đơn xin thôi việc từ gia đình bà theo nguyện vọng cá nhân của nữ cán bộ này. Như vậy, công luận chỉ biết đến vụ việc này sau khi tòa án Quảng Bình xác nhận đã cho bà B thôi việc. Và đây là hình bài bình luận trên báo Tiếng Dân của nhà giáo Thái Hạo. Thời báo chấm đê giới thiệu bài bình luận này của nhà giáo Thái Hảo về vụ việc này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Khi viết bài nêu lên thực trạng hay phê phán những bất cập, sai trái, tồn tại trong giáo dục và xã hội, tôi thường nhận được những cái còm của các bạn dư luận viên, thậm chí không phải dư luận viên, đại ý như, vậy thì cút ra nước ngoài mà sống. Nay xin gửi các bạn một mẫu tin còn nóng trong vô số những tin cùng kiểu. Cho nghỉ việc, nữ cán bộ tòa án nghỉ phép qua Mỹ du lịch rồi không về. Các bạn thấy đó, chắc chắn bà cán bộ tòa án này chưa bao giờ phê phán điều gì trong xã hội Việt Nam mà bà đã sống. Ngược lại, có lẽ bà luôn ca ngợi trong các buổi họp cơ quan, trong các giấy tệ đăng trên mạng xã hội. Thậm chí nếu có ai đó nói một điều gì theo hướng, rằng còn chỗ này xấu, chỗ kia sai, thì bà ấy có thể sẽ phê bình ngay và nếu đó là cấp dưới của bà, rất có thể bà sẽ mang ra kiểm điểm, uống nắng, ghim vào sổ lại dao động, là tự chuyển biến nọ kia. Và bây giờ nhìn xem bà ấy đã đi rồi, rời bỏ một nơi mà bà luôn nói rằng tốt đẹp nhất, đáng sống nhất để trốn sang nơi mà hàng ngày bà vẫn lên án. Thế đấy. Và đây là hình một căn biệt thự tại Mỹ mà Trang chân Dung quyền lực cho là thuộc sở hữu của cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mua từ năm 2005. Những người đã kiên nhẫn và chịu nhiều phiền phức để nói lên những điều chưa tốt, chưa đúng, chưa hay trong xã hội mà mình sống. Chỉ mong mọi thứ tốt đẹp hơn để rồi chịu từ các bạn biết bao lời lẽ cay nghiệt cùng những soi xét hầm hè, thậm chí đe dọa nhưng họ vẫn ở đây, cố gắng từng ngày để góp sức xây dựng quê hương. Thế mà họ bị chụp lên đầu biết bao nhiêu cái mũ như phản động, thù địch. Còn những kẻ ra còn những kẻ ra rã ca ngợi và luôn ca ngợi sẵn sàng roi vọt lên bất cứ ai nói khác mình thì đã âm thầm bỏ trốn tự khi nào. Chỉ cán bộ tòa án này chỉ là một ví dụ nhỏ thôi cho làn sóng ngầm di cư của quan chức và gia đình họ sang các nước tư bản, từ du học mua nhà, định cư mà báo chí nhà nước và diễn đàn quốc hội đã nêu công khai suốt bao nhiêu năm qua. Tôi không trách họ vì có người có quyền đi tìm nơi tốt lành để sinh sống. Chỉ có một điều khiến tôi không đồng ý là họ không thật lòng. Họ nói một đằng nhưng làm một nẻo và thật đáng thương, trong khi họ đã đáp xuống một biệt thự sang trọng nào đó bên trời tây, các bạn vẫn ở đây mà không hề hay biết gì, vẫn cặm cụi đọc những góp ý của những người nặng lòng với quê hương, chửi và bảo rằng cút ra nước ngoài mà sống. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Những người ngoài miệng ca ngợi đảng nhưng lại tìm mọi cách để ra đi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Máy bay Comac sẽ khó thâm nhập thị trường hàng không dù giá rẻ. Ngày 5 tháng 3, VOA tiếng Việt cho hay, chuyên gia Mỹ Comac của Trung Quốc sẽ khó thâm nhập thị trường hàng không. Theo đó, một chuyên gia tư vấn hàng không Mỹ nêu nhận định với VOA rằng thị trường hàng không rất khó thâm nhập cho những tên tuổi mới và việc này đối với tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc, viết tắt Comac, thì càng khó khăn hơn. VOA dẫn lời ông Bob Mann, chủ tịch công ty tư vấn hàng không RW Man and Company, có trụ sở tại Mỹ, cho biết Comac sẽ gặp phải các thách thức trong việc thâm nhập thị trường vì thiếu thành tích về độ tin cậy của độ bay và sự hạn chế trong dịch vụ hỗ trợ sản phẩm giữa các tập đoàn này vừa ra mắt và bay trình diễn hai mẫu máy bay mới tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn trang của hàng không Sài Gòn cho hay, hai máy bay C919 và AAJ21 của Comac vừa rời sân bay Tân Sơn Nhất và đến Viên Trăng tại Lào ngày 3 tháng 3 để tiếp tục trình diễn tại các quốc gia Đông Nam Á. Sau khi triển lãm tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 2, hai chiếc máy bay của Comac đã bay trải nghiệm đến Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo. Chuyên gia hàng không Mỹ nêu điển hình hai công ty tầm cỡ Nhật và Nga đã phải từ bỏ các dự án máy bay thương mại trước đây. Đó là công ty Mitsubishi của Nhật và chương trình Sukhoi Superjet 100 của Nga. Ông Man cho rằng, thậm chí ngay cả các hãng Airbus, Boeing và Embraer cũng gặp phải những khó khăn tương tự. VOA cho biết, máy bay C919 của Trung Quốc ra mắt quốc tế tại triển lãm hàng không Singapore vào cuối tháng 2 thu hút đông đảo du khách và hàng trăm đơn đặt hàng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng nó vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể cạnh tranh với các máy bay dẫn đầu thị trường như Boeing và Airbus. Và đây là hình máy bay C919 của Comac. VOA cũng cho biết tập đoàn Comac đến nay đã nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng cho dòng máy bay C919, chủ yếu từ các hãng hàng không Trung Quốc. Việc thiếu chứng nhận quốc tế khiến máy bay này không thể hoạt động thương mại ở hầu hết các quốc gia chưa công nhận chứng nhận của cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc. VOA lấy nguồn từ truyền thông trong nước cho hay ngày 2 tháng 3, cô và tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn đã tổ chức chuyến bay trải nghiệm tuyến thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho hành khách Việt Nam tổng cộng 50 người trên máy bay phản lực hai động cơ ARJ21. VOA dẫn cảm nhận của bà Đỗ Hương Lan viết trên Facebook sau chuyến bay này. Cảm nhận cá nhân thấy máy bay nhỏ nhưng rất êm, chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái. Theo VOA, tuổi trẻ online dẫn lời ông Hà Tuấn Minh, giám đốc công ty Winner, doanh nghiệp lữ hành chuyên đón các đoàn du khách từ Trung Quốc, Đài Loan sang Phú Quốc nhận xét rằng: Máy bay ARJ21 vận hành êm ái, không ồn. Và đây là hình máy bay ARJ21 của Comet. Trước mắt tôi thấy người Trung Quốc đón nhận máy bay này khá tốt. Trong tương lai, nếu máy bay khô mạc được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, có thể tôi sẽ cân nhắc thuê máy bay của họ để đưa khách ra Phú Quốc du lịch, ông Minh nói. Vẫn theo VOA, ngày 29 tháng 2, khô mạc trình diễn chuyến bay chặn thành phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh chở 60 hành khách trên máy bay thương mại ARG-21. VOA cũng dẫn nhận xét của ông Phan Bùi Huy, một người làm việc trong ngành hàng không, viết trên Facebook ngày 3 tháng 3. Các máy bay này thực chất chỉ có vỏ là do Trung Quốc chế tạo, còn lại động cơ và các thiết bị đều của các công ty của Mỹ và các nước tư bản khác. VOA cũng cho biết thêm, truyền thông trong nước cho rằng, với giá bán chỉ bằng 3 phần tư so với mẫu tương đương của hãng Airbus hay Boeing, hãng Comac tham vọng có thể nhận được đơn đặt hàng C-919 của các hãng hàng không Việt Nam và Đông Nam Á. Hãng cũng dự định sẽ dùng máy bay này để khai thác các tuyến du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Máy bay Comac sẽ khó tham nhập thị trường hàng không dù giá rẻ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.